mới nhất. Thì đây là con Lukman L85V, 85V là phiên bản nâng cấp của 80V. Công suất là 250W, là đối tác của những dòng loa châu Âu, loa tăng noise, loa JBL, đặc biệt đến JBL và những dòng loa Mỹ, loa Nhật cổ rất là hay. 85V được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng mà cực kỳ sang, gọn gàng, đâu ra đó, dễ tinh chỉnh, bass, chest, volume, âm thanh nổi, đặc biệt những dòng này có âm thanh lo nét nha các bác. 85V đẹp long lanh luôn nha, đây các bác cùng xem mạch phay xước cực kỳ đẹp luôn nha, chất âm ngọt ngào tĩnh, đặc trưng của dòng mà dòng L, mọi bên là L85V đấy. Máy đẹp xuất sắc luôn nha, từ góc cạnh các bác cùng soi cùng xem cho với em nha, máy đẹp bảy màu luôn nha, máy chất Nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác có thể cảm nhận được độ đẹp nha. Giá thì cực tốt cho các bác để sở hữu tại shop của em luôn, đó là 20.500.000 đấy. Nhanh tay thì các bác sở hữu những con này, một con duy nhất L85V giá 20.500.000 nha. Trong đợt này giá rất tốt, em về giá tốt hết cho các bác nha. Series là 1757, series rất đẹp nha, 1757 250W mắt in Japan. Chạy 4 con sò sắt Toshiba chỉ đỏ nha, hai cầu loa ABA-B, sử dụng điện 100-110. Đây là phần tản nhiệt của phần âm ly. Đây tổng quan phía sau. 85V các bác chơi những dòng 43, 12, 43, 11 vân vân. Bass 30 kể cả dòng bass 40 của loa JBL M đều đánh rất tốt nha. Đây là phía trên. Rồi sau đây em mời các bác cùng đi vào nội thất bên trong luôn nha. Đây phía trên này các bác mới keng nha. Độ nét này, mạch tiền là long lanh nha các bác. Này các bác cùng ngắm này. Đấy, series là 1757, một con series rất là đẹp. Đây là ba lăng nha các bác, ba lăng ABA-B nha, đánh lần hai cầu loa, có âm thanh lo nét là đủ phê rồi các bác, dễ ghiếp, tiếng bass mạnh. Các bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá 20.500.000, bao ship tặng nơi, chuyển khoản đủ bớt 200, còn 20.300.000. Giá cân đối hết cỡ cho các bác để sở hữu nha. Ở những lúc bình thường thì không có giá này đâu các bác. Đây là các bác làm lấy thì alo cho em về được một con duy nhất, mua được giá tốt, hàng đẹp. Đây là phía dưới các bác nhìn những con ốc này. Đấy, nét chưa? Hàng tuyển, hàng chọn nó khác biệt rất là nhiều nha các bác. Em chứng mời các bác cùng ngắm vị điệp của nó nha, bên trong ruột ca. Sử dụng hai tụ lớn và tăng phô, các bác thấy độ mới chưa? Đấy, 4 con Toshiba chỉ đỏ nha, 4 Toshiba chỉ đỏ như những con nằm ở X-Bow dính vậy đó. Đây, sexy này các bác, mới tin. Đấy, các bác thèm phòng bao mạch này, mạch chép rồi các bác, sạch bóng luôn nha. Tăng phô rồi các bác. Đây, các bác thấy nét không? Là bo mạch âm sắc cho mỗi vé. Đấy, 4 con Toshiba chữ đỏ nha, 1079 và 679 nha các bác. Đây các bác thấy sexy nha, 7 màu óng ánh luôn nha. Đấy, phía dưới này các bác. Đấy, còn là mới ken xà beng luôn nha. Bác nào chốt thì alo liền cho em nha, giá siêu tốt 20.500.000. 6503 nha các bác, 6503. Đây là phía sau của máy, đẹp xuất sắc từ góc cạnh nha. Hàng em tuyển về, chạm loa mới keng. Điện 100V. Đây tổng thể phía sau của em nó. Đây các bác có thể thấy góc cạnh nha. Hàng em tuyển về. 6503 là con series con này. Cạnh phải này. Đây là cạnh trên. Các bạn thấy phía trên đẹp không? Vân gỗ con này là thiên về đậm nha. Lõi rồi nhìn rất đã. Cạnh mời các bác cùng xem cạnh gỗ phía trước nha. Máy đẹp long lanh nha các bác. Long lanh. Bao zin tuyệt đối, máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đây, các bạn có thể thấy từng nấm nút đẹp long lanh luôn nha. Máy em tuyển về là phần âm thanh nổi này, bass chép,
AB A-B 309V là đối tác với dòng loa cao cấp nhà JBL Tannoy Pioneer Sansui BBK như dòng loa châu Âu đều đánh tốt. Ưu điểm của 309V thì rất là nhiều cao bác khen rồi, tôi thấy cái chất âm trung thực chính xác và tiếng bass cực kỳ tròn và ấm tiếng, nghe những dòng JBL bass 30-40 được tốt. Đây là dòng âm lê chuyên nghe nhạc, nó là phiên bản nâng cấp của con 309 trơn. Những cái ưu điểm của 309 trơn thì cũng đều khắc phục qua con 309V. Con trơn thì cũng rất là hay nha các bác, chứ không thể chê được ở phân khúc dưới 20. Đây là 309V nha. Bác nào có L100 Canterbury hoặc là 4312 nhưng dòng loa JBL thì đây là một đối tác cực kỳ tuyệt vời. Giá em đang giao các bác là tốt, cực tốt là 26 triệu để các bác sở hữu nha. 26 triệu là Lukman 309V, cực đẹp nha. Đây là tổng quan của em nó khi các bác trưng bày này, đạt tiêu chí vừa nghi và trưng bày. Giá 26 bao ship, chuyển khoản đủ thì vẫn bớt vài trăm nghìn cho các bác nha. Chuyển khoản đủ thì đỡ tốn tiền phí thu hộ nên em bớt vào giá trị sản phẩm luôn. Cái tiền thu hộ là họ lấy 1%, có nghĩa là 10 triệu là họ lấy 100 ngàn, còn tiền ship là em bao rồi. Bên em bán hàng luôn luôn bao ship cho tất cả các bác nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong và chất lượng máy và độ đẹp của linh kiện nha. Vâng, đây là nội thất bên trong. Em mời các bác, đây là những sản phẩm hàng tuyển bên em nha. Đây là cạnh ốc ác tăng phô, những cái cầu chì đấy, bảo vệ tăng phô, nước sơn này các bác. 4 con Toshiba chữ đỏ nha, 1079 và 679. Đây đẹp ken luôn. Sạch sỉ nha. Hàng nội địa nha các bác. Đây, bo mạch. Những con sò kích nét. Con này bản tụ đen nha, bản tụ đen. 309V nó sẽ có 3 bản, bản tụ lớp mèo trang và một tụ trắng sữa và một tụ đen, đều là một thông số với nhau, cũng là Alena hết. Đấy, rất đẹp nha. Hàng bao riêng tuyệt đối nha, bác máy chắc bãi về nha. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, hoạt động hoàn hảo tất cả các tính năng. Những dòng sò này rất là hay, cũng như là được tích hợp và sử dụng trên những rồng rãi, trên những ông ly nổi tiếng như là 309V này, rồi nè 309V này, rồi như 85V cũng dùng sò này các bác. Và cái con 5000X này các bác, Aquafy E202 vân vân. Máy đẹp keng, được bảo hành trọn đời, bảo trì trọn đời sản phẩm nha. Bảo hành là nguyên zin hoặc là hoàn hảo cho tất cả các bác. Quan trọng nhất là máy chất Nhật về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, đẹp keng, vừa đạt tiêu chí, vừa nghi, vừa trưng bày. Hãy bác nào chốt thì alo cho em nha. Con này series là 6503 nha, 6503. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.